hay, ý kiến hay. Yeah. Và nó giữ nóng, nó giữ độ nóng. Khi mà khách mang ra là mở ra là nó là khói. Wow, mà là canh chua của Việt Nam. Mà có clams. Số khí đều. Nghe cái mùi vị của nước sọ, của cái nước súp. Y hệt. Ồ, có một chút là bỏ một cái chút gia vị của súp tofu của Đại Hàn nữa. Ờ, nó cay cay. Dạ, nó có cái ớt đỏ đỏ đó nữa. Đặt tên gì? Đừng nói canh chua. No, là đặt tên là Snow White Apple. Biết liền. Biết liền. Tại sao chị đang nghĩ chỉ có apple, chỉ có Snow White cầm ra là bạch tuyết, cầm ra trái táo. Cũng hay. Có những cô khách sau đó là cắn luôn trái táo. Dễ thương lắm. Còn ngoài, tại bây giờ Chelsea đang nghe thì thấy rất là hấp dẫn. Cũng vị, quý vị chắc cũng muốn nghe thêm những món độc lạ. Thì là còn có những cái thêm những cái món dễ thương vậy không? Thì cái cơm sushi á mà người Nhật hay ăn á là lại thích dùng cái gạo đó để nấu thành risotto của người Ý. Sau risotto là nó có một chút sữa, có một chút bơ nữa, xong là dùng cái đó là để vô trong cái cuộn, rồi bắt đầu cái scallop á và cắt nhỏ ra, torch lên, xong rồi uni, nó layer là 3-4 tầng vậy. Người ta ăn vô người ta nói cái này là Nhật hay là Ý vậy? Ngon, không cần biết. Miễn sao ngon được rồi. Nó có những cái mà là chế ra là chuyên gia mix 2-3 cái nước vô một cái món vậy đó. Nhưng mà nó hay. Tại vì thực sự đồ ăn như mình, giống như mình thèm cái món, cái mùi vị. Thì khi mình biết là mình thích gì, mình thèm cái mùi vị, cái mùi mắm hay là mùi đó. Thì ở đây là mình có chua, cay, ngọt, mình trộn chung là hết. Thì nó làm kích thích cái lưỡi của chúng ta. Thì rất là hay. Để cho người ta ăn vô người ta nói là burst of flavor, là nhiều thứ quá, không biết là cái gì, giống như pháo bông vậy đó. That's my goal. Là làm xong là ngồi là coi khách, coi cái mặt khách. That's why mỗi lần mà mình ăn xong một cái dish á là mình excited. Mình look forward to cái món kế, tại vì cái món này quá đây, là ngon. Cái gì nữa đây? Nhưng mà cái món mà đặc biệt, là nghĩ là đặc biệt nhất á là cái bánh chuối, cái khúc cuối á. Thì là làm cái bánh chuối đó là cái walnut, là tại vì là rất là mê món đó ở Starbucks. Starbucks nó có cái bánh chuối đó đó. Bắt đầu là làm theo cái đó, xong rồi là làm cái avocado ice cream, là kem bơ của Việt Nam mình á. Cực khổ thì luôn. Kem bơ giống như là bơ xay á, xong rồi bỏ vô tủ lạnh làm thành kem bơ, xong rồi raspberry nấu ra với butter thành jam. Xong thành là create là ba cái lớp, vừa nóng, tại vì cái bánh đó là nóng, xong rồi jam là nó chua, xong rồi avocado ice cream. Là cái món đó vẫn chưa lấy ra khỏi menu, tại khách thích quá. Quá hay, quá ngon, nghe hình sao lấy ra nổi. Thì khi mà làm như vậy, mình Chelsea nghe mấy công sức đó, mấy cái thời gian đó mình làm, một là mình phải suy nghĩ cái món ăn, hai là mình suy nghĩ là mấy cái món ăn đó cái mùi vị có hợp với nhau hay không. Rồi ăn cái bị đau bụng hay là mấy cái mùi vị tại mình trộn nhiều á, rất là sợ. Thì rồi xong rồi đó mình phải làm một cái hình cho nó đẹp nữa. Thì cái này giống như là đầu óc mình chắc nóng đồ ăn hết ha. Thì là thử trước mà, nếu mà đau bụng là thử trước. Rồi nghiệp đi không? Thì rồi còn tương lai thì là có những cái mà mấy cái món khác hay là mấy cái ý tưởng tương tự như vậy không? Thật sự ra là mỗi lần có một cái tasting mới á, là ráng thay ra ít nhất 1/3 menu, cho dù những người khách đó chưa bị ăn những cái cũ. Tại vì mình cũng muốn thử thách bản thân mình. Chứ bây giờ nhiều khi mình thoải mái quá, mình nghĩ ồ những người này thích rồi, không sao, không cần đổi, mình để như vậy. Thì chính mình đã làm cho mình chậm lại. Cho nên là lúc nào cũng ráng khám phá một cái gì đó mới hơn nữa, một cái gì đó lạ hơn nữa, để mang tới đối với người ta là không phải là chỉ là những món ăn ngon mà người ta surprise, người ta nói wow. Là cái đó là cái goal lớn nhất của Là. Rồi có bao giờ suy nghĩ đến mình sẽ mở nhà hàng hay không? Nhà hàng thì là để ý, có những cái đầu bếp khi mà ra nhà hàng rồi á, cái này là không nói tất cả mọi người nha, tại vì that's why người ta có Michelin star. Là thấy á, có nhiều người người ta bắt đầu cuộn vô cái con đường làm ra tiền á, thì người ta mất đi cái sự sáng tạo. Thì là rất là sợ cái đó, cho nên là nghĩ nếu như một ngày nào đó mà Là quyết định mở tới nhà hàng á, là nhất định cái sự sáng tạo của Là nó không có được stop, nó phải flow như vậy. Thì bây giờ đối với Là vẫn là amateur, là không dám so sánh Là với những cái nhà bếp, cái đầu bếp giỏi, nổi tiếng hay gì hết. Nhưng mà mình cứ từ từ mà bước, chậm mà chắc. Thì hopefully một ngày nào đó, nếu mà được đủ cái số lượng khách bước hoài như vậy, thì mình sẽ đẩy xa hơn. Cảm ơn Là thực sự như nói, khi mình mở business đó, tại bây giờ mình không phải là, mình không có cái choice, mình không có còn được lựa chọn nữa, vì mình phải lo cái business của mình. Đúng. Mình phải tập trung hết, không mất hết tất cả. Thì cái đó là mình đã lấy đi những cái thời gian mà mình suy nghĩ tới những món ăn. Đó cũng có lý của nó. Rồi khi mà ở đây là mình nói về bây giờ chuyện mà hồi nãy mình nói chuyện vui rồi ha, còn những chuyện nào mà trong thời gian đó mình muốn kể thêm cái góc khuất đi. Có chứ.
Có những người bạn á, khi mà mình giới thiệu cái chương trình Tasting Menu thì người ta ủng hộ mình, nhưng mà người ta không có hiểu cái khái niệm của ngồi ăn 2 tiếng rưỡi. Thật sự là khi mà Chelsea với Nikki mà đi ăn một cái nhà hàng Tây nào đó ở xa trên LA thì lúc nào họ cũng trên 2 tiếng trở lên. Nhất là những cái món ăn mà 8 cho tới 12 món như vậy. Thí dụ mình đi ăn một cái bữa ăn bình thường đã 1 tiếng rưỡi rồi, con gái mình mà ngồi nói chuyện nó mai luôn chưa xong nữa. Thì có những người ta không có hiểu điều đó. Thì lúc mà họ mời, là mời họ, họ rất là excited. Họ ăn nửa course 2 thì họ mất kiên nhẫn. Thì cái họ khi mà họ mất kiên nhẫn á, thì giống như là chỗ bạn bè với nhau á, thì họ hay đứng dậy họ gõ đồng hồ vậy nè, nhanh lên để cho họ cần phải đi. Thì lúc đó là rất là buồn. Đúng. Tại vì mình cảm thấy là mình bỏ hết công sức vô từng cái dish, từng cái đó mình suy nghĩ quá kỹ đi, mà mình không có một thời gian để mình thở luôn, mà vẫn không kịp. Thì nhưng mà buồn một chút, nhưng mà cũng đó là một bài học rất là lớn. Vì sau đó khi mà là gửi invitation cho những người sau á, là nói làm ơn cho là 2 tiếng rưỡi đổ lên được không? Nếu như không có thời gian đó thì có thể không có hợp với cái concept của là. Thì đó cũng trở thành một cái bài học đáng quý. Tại vì mình không thể nào mà mình expect người ta giống như là enjoy như mình được. Mỗi người một khác nhau một chút xíu, người ta ủng hộ là mình mừng rồi. Mà tốt hơn hết là giải thích trước đó đi. Tại vì lần đầu tiên á, là cô nàng này tới ngồi ăn là 3 tiếng rưỡi, quá chậm đi. Là quá chậm đi, nhưng mà không một tiếng than thở tại vì vui. Tại lúc đó vui quá, đi vui với quá, con, không, không biết thời đâu. Gian gì luôn. Ngồi ăn mà từ 7 giờ tới 11 giờ. Với đồ ăn ngon nữa. Với mình nghĩ là cái tâm là mình lại mình ủng hộ bạn, nên lúc đó mình cũng không có hối, khi không mà, có rush gì đúng hết. Khi mình đã bỏ cái tâm để mà ủng hộ là mình là mình đã set cái psychology, cái tâm lý của mình rồi, là mình sẵn sàng sẽ chịu hết. Dù cho 10 tiếng cũng ngồi chờ. Mình giống như mình put our heart into it, tại mình muốn ủng hộ bạn mình. Nhưng mà vì những cô như thế này làm cho là cảm thấy là người khác cũng phải như vậy. Thì cái đó là một cái bài học. Bài học là không phải ai cũng như thế này. Sau mình phải nói trước cho người ta, để giải thích cho người ta biết. Thì sau cái vụ đó là học được cái đó là ráng cắt thời gian lại 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng 15 phút, không có lâu quá. Không, mà thật sự mình nói đúng theo thời gian á, 1 tiếng không có đủ đâu. Tại 1 tiếng khi mình lunch, mình gấp gối, mình ngồi, mình ăn, mình cũng không thể thưởng thức được. 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng trung bình là đúng rồi. Tại mình relax, mình từ từ mình ăn. Mình ăn từ từ mình mới thấy ngon. Là tại tánh của mình ăn chậm lắm. Cho nên ăn tới mai cũng từ từ. Nhưng mà đúng là mỗi người công việc họ khác nhau hết, cho nên mình phải check cái schedule. Nhưng mà cũng hay là đã học được cái kinh nghiệm là mỗi người khác nhau hết. Thì rồi còn những cái chuyện nào mà mình còn có thể chia sẻ cho quý vị khán giả và cũng như Chelsea? Có những cái chuyện như thế này. Nhiều khi 11 course mình nghĩ là nhiều, đúng không? Nhưng mà đối với những cái người như mình thì ăn là quá đủ rồi, no nê. Nhưng mà những cái anh có vẻ to con hơn một chút xíu thì họ cảm thấy không có đủ. Họ cảm thấy không đủ thì họ ăn khúc đó thì họ no, nhưng mà lúc về sau thì họ đói. Thì cái đó là có về nhà nó. Sau là phải học là ok, sau mai mốt là mình phải nấu thêm một cái món riêng nữa để ai muốn order là fill người ta up. Là không có trên menu, để cho in case thôi. Cũng hay. Chứ tại vì bây giờ mỗi người có một cái size khác nhau. Đúng. Cái bụng mình khác nhau. Bây giờ mình, because cái đó fit 3 đứa mình, không có nghĩa là nó fit những cái người khác, người ta ăn nhiều hơn thì sao. Đúng. Thì đó là có những cái bài học như vậy đó. Là người ta nói là ok, lần sau tôi cần phải no hơn, là mình phải biết cách như vậy. Cái lần đầu á, lần thứ hai chứ là làm nè. Ngày xưa, lần đầu bé đâu có đói đâu phải không? No, lần đầu no. Tại vì ăn là cho no. Nhiều. Tại vì là sợ người ta đói, cái đó là cái tính tình của là. Nhưng mà sau này tới một nhà cô bạn làm thì các cô đó là nhiều nữ giới lắm, mới nói đừng có cho nhiều quá, người ta ăn ta ngán. Những cái tasting là chỉ là 3 muỗng thôi là nhiều nhất rồi. Nhưng mà nhiều khi ngon quá người ta muốn ăn tiếp thì sao? Bởi vậy mỗi người một ý. Đúng. Đó, cho nên bây giờ là nói thôi, bây giờ mình cứ cái dĩa nào mà chắc chắn cho người ta no, cơm chiên cho nhiều chút đi. Giờ ăn là no luôn, khỏi ăn nữa. Nhưng mà cái lần đầu á, cái portion Nikki nghĩ là nó là perfect luôn đó. Tại ăn không về không có đói mà cũng không có no quá. Giống như perfect về nó feel không có heavy, không có buồn ngủ. Là vẫn đang học. Mỗi lần làm là một cái fail khác nhau, một cái học. Đối với là có một cái là không có sợ fail. Tại vì phải fail mới đứng dậy, mới biết mình sai chỗ nào. Cũng đúng, đúng rồi, tại vì Chelsea mỗi người ăn một khác nhau. Nhưng mà khi như Chelsea ngộ lắm nha, nhiều món á ăn ngoài không có no, nhưng mà đưa một tô á
là nhìn ăn có một phân chưa phân nửa cái ngán ngán rồi, no rồi. Tại cái mắt mình thấy nhiều quá mình ngán. Đúng. Ừ. Cho nên chút mà nó no nhưng mình như là ăn nhậu á. Nhâm nhi thì không có no rồi. Vừa tám có cái chỗ mình tám cái chỗ mình ngồi mình ăn mình nói chuyện thì mình quên đi những đó, mình vui mình thấy ngon. Nhưng mà ăn lặt vặt vậy. Mấy anh thì thích nhiều hơn. Đó là học được cái đó nữa. Là mình phải nhìn vô hôm nay cái người khách mình book là chủ yếu nhiều female hay là male hơn, là mình phải make sure người ta no đó. À, quan trọng là no với mình. Nhưng mà để ý nếu mà Mỹ họ làm cũng phần nhỏ lắm. Dạ, họ làm phần nhỏ. Dạ, mình cũng phải order thêm mà. Nhưng mà hình như cái người Việt Nam mình ở cái concept còn quá mới. Dạ, đúng. Cho nên mình phải giới thiệu từ từ vô. Chứ mình cũng họ cũng vẫn là khách, you know, mình cũng vẫn muốn họ happy. Dạ, rồi khi mà mình đọc những reviews, những anh chị mà đã đến rồi đó, thì họ nói những cái lời đó thì mình cũng học được. Dạ.